Quỳnh Kun và Bê Trần là một trong những cặp đôi phim Việt giờ vàng nhận được rất nhiều sự quan tâm của công chúng. Sau thành công của Chúng Ta của 8 năm sau, hai ngôi sao liên tục vướng nghi vấn phim giả tình thật và đang hẹn hò. Mới đây nhất, Quỳnh Kun và Bê Trần lại tiếp tục đi chơi chung và có loạt ảnh cực tình tứ. Trên trang cá nhân của mình, Bê Trần đã đăng tải hai bức ảnh chụp chung với Quỳnh Kun. Hai diễn viên Chúng Ta của 8 năm sau chọn trang phục với màu sắc đối lập nhưng trông cực kỳ hợp nhau. Ngoại hình đẹp đôi, cử chỉ thân mật càng giúp Quỳnh Kun và Bê Trần được khán giả đầy thuyền nhiệt tình hơn nữa. Trên bài đăng, Bê Trần viết, Bê và Quy cùng nhau chụp vài tấm hình. Tuy nhiên, ngay lập tức anh đã bị bà xã màn ảnh mắng yêu, rằng viết quá nhạt nhẽo. Thế nhưng, Bê Trần đã nói rằng nội dung trong bức hình cả rồi khiến dân tình không khỏi suýt xoa vì quá ngọt. Nhìn cặp đôi tương tác với nhau thế này, ai cũng nghĩ cả hai đang yêu thật. Từ sau khi hợp tác chung trong Chúng Ta của 8 năm sau, Bê Trần thường xuyên xuất hiện trong các cuộc đi chơi của Quỳnh Kun. Thậm chí, anh chàng còn được cho là đã về ra mắt bố mẹ nhà gái. Là cặp trai tài gái sắc đình đám, vậy nên hai ngôi sao này được mong ngóng sẽ sớm công khai hẹn hò. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.